Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Sơ Cơ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách nhuộm làm thế nào để đều màu trên nền tóc bị loang màu. Mọi người xem thấy hay thì hãy bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Và đây như mọi người nhìn là cái tóc này hiện tại là phần chân của khách là một màu, phần thân một màu và phần ngọn một màu. Thì với cái tóc này chúng ta phải bù màu đầu tiên. Với những cái chiếc tóc nào bị mất đi sắc tố màu thì chúng ta phải bù lại màu. Bù màu là chúng ta sẽ tái tạo lại cái sắc tố màu của tóc đã bị mất đi. Và để bù được màu này thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cái tip là 5.0. Tip màu thứ hai các bạn chuẩn bị cho mình là cái tip màu 5.4. Nếu không có 5.4 thì các bạn có thể lấy 6.4 hoặc là 6.44 đều được. Và công thức mình đã ghi ở trên màn hình, mọi người có thể ghi lại. Và hiện tại mình cũng đang sử dụng hãng màu của TNT và mình là tổng phân phối các dòng sản phẩm của TNT nhé. Như các sản phẩm mình có ghi ở trên màn hình đấy. Thì bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại và số Zalo ở trên màn hình. Thì khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được mình hỗ trợ cho các bạn cách làm từ uốn ép nhuộm hay là phục hồi. Rồi ok, thì quay trở lại với làm tóc thì chúng ta khi chúng ta đánh đều bát thuốc lên rồi chúng ta sẽ bôi vào phần tóc nào bị mất đi sắc tố màu là phần tóc nó sáng màu, mọi người vừa nhìn thấy trên tóc đúng không? Thì những cái tóc các bạn trải ra các bạn thấy này, cái tóc ở phần ngoài nó sẽ sáng màu hơn tại vì nó mất sắc tố, và ở phần chân thì tóc đã nhuộm phủ bạc màu trầm hơn. Vậy nên các bạn hãy bù màu vào cái phần tóc bị mất sắc tố màu, sau đó các bạn sẽ triển khai ra nhuộm. Và học viện tóc Quang Sơ Cơ thì vẫn nhận đào tạo những khóa nâng cao cắt uốn nhuộm 10 ngày dành cho tất cả các bạn chủ salon. Và các bạn đang làm thợ mà vẫn chưa chắc về tay nghề, vẫn chưa tự tin làm thì hãy liên hệ với mình nhé. Mình đảm bảo học xong khóa tóc ở bên mình thì các bạn sẽ tự tin hơn khi các bạn làm cho khách. Rồi ok, và sau khi mọi người sẽ bù cái sắc tố màu cho tóc xong thì mọi người để 30 phút, sau đó mọi người lấy cái tip màu. Thì với cái tóc này thì mình sẽ nhuộm màu sô-cô-la. Sô-cô-la thì các bạn lấy cái tip màu 577 ở bên mình. Rồi các bạn nhuộm. Thì với cái tip màu 577 này thì mọi người sẽ chỉ cần bóp hết ra và các bạn pha với oxy 6 thôi. Tỷ lệ thuốc nhuộm với oxy tỷ lệ 1 và 1,5. Oxy 1,5 và thuốc nhuộm 1. Thì sau khi cái tóc đã bù màu đạt xong thì mọi người sẽ xịt nước vào gạt ra, hoặc có thể mọi người đi xả tóc cũng được, không sao. Và bây giờ cái tóc này đã đạt cái màu mình bù rồi thì giờ mọi người sẽ xịt nước vào và mọi người gạt hết ra. Các bạn gạt sạch khoảng tầm 80% là ok rồi. Rồi ok, sau khi các bạn gạt hết cái bã thuốc bù sắc tố màu cho tóc thì mọi người sẽ lấy bát nhuộm chúng ta vừa pha, rồi chúng ta sẽ chải lên tóc. Các bạn chải từ chân ra đến ngọn luôn nhé. Cái phần chân thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ bôi mỏng vào chân tóc thôi, mọi người đừng có đắp dày vào chân tóc, tại vì khách nhuộm tóc nhưng không phải là nhuộm da đầu, thế nên chúng ta sẽ bôi mỏng vào chân tóc thôi. Và các bạn chải thuốc từ chân ra đến ngọn cho mình. Các bạn lấy từng tép tóc nhé. Các bạn nếu lấy tóc tóc dày thì các bạn nên vừa chải vừa massage tóc cho nó kỹ vào thì nó mới đều. Còn không nếu các bạn phải lấy tóc tép tóc mỏng thì các bạn nhuộm sẽ dễ hơn là các bạn lấy tép tóc dày. Và như trên video này thì mình chỉ đưa ra các công thức và mình đưa cho học viên mình làm, tự pha thuốc và tự làm. Đấy, sau khi các bạn bù màu xong rồi thì các bạn sẽ lấy một tiếp thuốc nhuộm, các bạn chải từ chân tới ngọn là ok. Còn với cái tóc này thì các bạn giờ bảo cân bằng không bao giờ đều, mình xác định không bao giờ đều được 100% đâu nhé. Và khi các bạn mà nhuộm cân bằng trên nền tóc này thì mình đảm bảo nó sẽ nhanh bị trôi màu. Đấy, thế nên các bạn nên phải bù lại sắc tố màu trước, sau đó các bạn nhuộm thì nó sẽ bền màu hơn. Đấy là lời khuyên của mình. Bạn nào mà xem video mà không xem kỹ thì hơi tiếc. Rồi sau khi tóc đã đạt màu rồi thì mọi người sẽ gạt ra. Thì cái tóc này bình thường các bạn cho đi xả được rồi, nhưng tóc này mình sẽ phục hồi. Thì phục hồi thì các bạn sẽ lấy phục hồi như sau. Các bạn gạt hết cái bã thuốc ở trên tóc rồi nhé. Các bạn nên xịt nước vào.
Rồi sau khi các bạn gạt bã thuốc ra thì các bạn sẽ phục hồi. Phục hồi thì các bạn sẽ dùng công thức của mình ghi trên màn hình. Các bạn trải từ chân ra đến ngọn luôn cho mình nhé. Khi trải phục hồi vào các bạn cũng thế, các bạn trải theo hình chữ X đánh chéo ra để cho khi dưỡng nó vào. Các bạn phục hồi lúc các bạn đang nhuộm này là hiệu quả cao nhất mọi người nhé. Rồi sau khi các bạn trải phục hồi xong thì các bạn massage ngang khoảng tầm 3 phút, sau đó các bạn massage xuôi. Khi chúng ta bôi trải phục hồi vào mà thấy nó tóc nó khô khô, nó hút thì chúng ta lại xịt nước vào. Xịt nước ấm cũng được hoặc xịt nước bình thường cũng được. Nhưng mùa đông thì các bạn nên xịt bằng nước ấm hoặc nước nóng. Còn mùa này thì các bạn cứ xịt nước bình thường thôi. Và đây là cái kết quả của mình sau khi đã nhuộm xong. Tóc đều hoàn toàn 100%. Bạn nào xem thấy hay thì hãy like, đăng ký và để lại comment góp ý nhé. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người thành công sau khi xem video này. Mọi thắc mắc mọi người xin liên hệ với mình qua số điện thoại và số Zalo ở trên màn hình nhé.